hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại là mình đang là khoảng 7 giờ tối các bạn, tối thứ bảy. Mình ở tại cái học viện lộn Kim Thảo ở Thảo Điền quận 2 các bạn. Xuân Thủy ở Điền quận 2. Hôm nay mình sẽ review cận cảnh cho cảnh ban đêm đông như thế nào các bạn ơi. Bây giờ là 7 giờ tối nha bạn, các bạn thấy rất là đông nha các bạn ơi. À, mình chỉ 3 tính nha các bạn. À, mình sẽ review cho các bạn cái món như thế này. Hiện tại là khoảng 7 giờ tối các bạn. Quán hiện tại là có khoảng 50 người thôi, 50 khách. Nước chấm rất là đặc biệt các bạn. Bà chủ của học viện lộn Kim Thảo này đã là Kim Tính rồi nè, tên Kim Tính, Kim Tính và đặc biệt Kim theo tên Thành Lót và Thảo theo tên Thảo Điền không? Thì mình nghe cái này từ một cái video clip cũng review rồi cái nó học viện lộn này, học viện lộn này là hôm nào cũng như hôm nào mà. Bạn thấy đông không ạ? Hiện tại thì trong quán có rất nhiều người nước ngoài các bạn. Ở đây có cái xe đựng nước mía này các bạn. Lại có nhất một quầy hoa người Trung Quốc các bạn. Trung Quốc đang ở đây rất nhiều các bạn. Em cho thêm hai trứng nữa, cho muối nữa nha. Mình kêu theo hai trứng nha các bạn, là tổng cộng là 5 trứng. Mình cũng có hỏi sơ rồi, cô gái của bà chủ thì ta không có nói là ngày bán bao nhiêu trứng cũng không có nói rồi thôi. Đây là cô gái này, bà chủ là bà. Cho anh thêm miếng đu đem bé. Thank you.
xíu bạn ơi. Chỗ gửi xe ban đêm là rất là không có chỗ gửi xe. Xung quanh khu này là biệt thự không bạn, và nhiều cái quán sang trọng lắm. Học rẫm trong cái riêng có một cái này cũng biệt thự chứ, này cũng biệt thự rồi, nhiều cái xanh. Cái xanh nhà tôi dùng bông bán. Mình đã thấy các cái bạn review rồi, mình cứ báo là 9 năm bán một cục, 9 năm mình xây 9 biệt thự. Hỏi mình hỏi rồi đâu mà xe kẹt xe luôn. Cái quán này bán từ lúc 3 giờ chiều tới đi các bạn, 3 giờ chiều tới 23 giờ đêm. Và nhiều bạn review rồi là cái quán này họ có công thức làm rất là đẹp, công thức nấu cũng rất là đẹp. Và ngày bán bao nhiêu họ cũng không có tiết lộ các bạn. Nhưng mà người cái dân đồn mã họ nói là cái bà chủ bán 9 năm nay là sao được 9 biệt thự rồi đó, ở cái khu Thảo Điền này. Phía trước các bạn thấy là đó là những người Trung Quốc các bạn. Còn phía trước nữa là kia nữa là có người nước ngoài, người Tây các bạn. Những người Tây á, họ qua Việt Nam á, nhiều người kinh tởm nhất là chứ nó ăn như hồng lộn này. Nhưng mà thấy ở đây cũng có rất nhiều bạn trẻ Tây á, rất ăn hồng lộn. Ở đây bán rất là đông nha bạn. Bạn thấy ở đâu không? 10.000 một tấn nha bạn. Và có nhiều người ngoài. Bên này sẽ gửi xe, đặt xe luôn mà. Mấy bạn kia thì review hỏi bà chủ các kiểu ha, nhưng mà mình đã có thông tin rồi, thông tin từ cái review đó rồi. Thì hôm nay mình review mình ăn nghe các bạn ơi, với lại mình review vào ban đêm, nhiều bạn chưa có review vào ban đêm, mình review ban đêm các bạn rất là đông, người nước ngoài cũng có. Con đường Xuân Thủy này cũng đường này rất là hẹp các bạn. Mình hôm nay thì mình đến đây sử dụng hết 5 trứng các bạn ơi, 10.000 một trứng nha các bạn. Thì nói chung là hộp vận động thì cũng mình thấy cũng rất là bình thường các bạn ơi, bình thường. Chắc là do là cái lời đồn hết chứ mình thấy bình thường. Chỉ có cái nước chấm là nó cũng hơi đặc biệt xíu thôi, đặc biệt nước chấm thôi. Nói chung là cũng khá là đông. Mình chưa có dịp hỏi là chính xác là bạc đó xây được 9 cái biệt thự sau 9 năm bán hộ lộ không, nhưng mà cũng thấy rất là đông, rất là đặc biệt. Thì cuối cùng mình xin tạm biệt các bạn nha. Nếu bạn thấy video này hay thì mình cho bảo cho mình một like, subscribe nha. Xin tạm biệt các bạn.